Dạ Dung Mai chúc chị Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay một cái clip này thì em sẽ giới thiệu các cái loại mai, nói chung là VIP cả nhà. Một cái loại mai mà phải nói là người ta sưu tầm rất là nhiều. Và thật ra thì cái bo nó cũng ít, cho nên là em ghép thì cũng số lượng thì cũng ít chứ không có nhiều. Ví dụ như là cúc bạch mai cả nhà. Đó, cúc bạch mai ha. Thì cái này thật sự là cái bo nó quá hiếm cả nhà. Em cũng không có nhiều, em ghép được đầu thì chắc được tầm khoảng 100 cây đổ lại ha. Rồi đợt sau thì ghép cũng được tầm khoảng 700-800 cây. Thật ra thì cái này bo nó hiếm quá cho nên em bán giá là 300.000 một cây, chứ không phải là em bán giá cao gì, nhưng mà thật sự cái loại này nó hơi hiếm nha cả nhà. Nếu mà ai thích sưu tầm thì mình cứ sưu tầm ha, chứ còn thật ra là bo nó, cái nguồn bo nó rất là hiếm và hiện tại nó cũng đang rất là hot trên thị trường luôn. Cả nhà nhìn đây, đây là cúc bạch mai ha. Đó thì bạch mai mà cả nhà đã biết rồi, hoa của nó thì nhiều cánh, thì cúc mà cúc thì nó tầm khoảng hai mấy đến ba mấy cánh cả nhà, lâu lâu nó mới có nha. Hổm gà thì em giao lưu cũng được một số cây, thì cái số lượng cây nó nhỏ như thế này nè, cây nó nhỏ như thế này nè đó ha. Nếu mà ai lấy thì cuối tuần em gửi nha, em gom cuối tuần cho nó lớn xíu em gửi ha. Đó, đây là 300.000 một cây nha. Đây là cúc bạch mai. Một tuần nữa nha. Cuối tuần vào ngày thứ bảy, nếu mà ai đặt thì cứ đặt vào ngày thứ bảy rồi em sẽ gửi hàng cho chúng ta. Để em o cho nó lớn xíu ha. Gửi lên cho nó đừng có bị gãy. Đó, đây ha. Đó là cúc bạch mai nha. Đó, đây cả nhà nhìn nè. Cúc bạch mai ha. Rồi, tiếp tục hàng tiếng vua. Tiếng vua đợt này thì bên em ghép được số lượng cũng được tầm khoảng vài trăm cây đến 1.000 cây cả nhà. Trời ơi, nhìn tiếng vua nè. Cái độ sinh trưởng của tiếng vua phải nói là nó cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Cực kỳ đẹp và cực kỳ mạnh luôn. Đó, cả nhà nhìn nè, cái cây nè, nó búng nè, cả nhà nhìn nè. Đó, cả nhà nhìn ha, thấy nó búng nè, rất là đẹp. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Thì tiếng vua này á, thì em bán là 250 một cây. Ha, 250 một cây. 500.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển nha. Còn nếu như lấy một cây thì phụ tiền ship em nha cả nhà. Đó, đây là tiếng vua bông chùm nha. Hàng của em là đảm bảo chất lượng về giống. Thì đợt rồi em có quay cho chúng ta xem cái cây giống rồi, cho nên cả nhà yên tâm về chất lượng nha. Đó, cả nhà nhìn nè. Nó lên nè. Trời ơi, cái cành tỉa luôn ha. Đó, thì rễ thì cũng xử lý đủ kiểu nha. Bịch á thì nó còn nằm trong bịch này, nó chưa có hai chậu nha cả nhà. Em quay rất là kỹ ha. Ai chịu thì ai thích sưu tầm thì mình sưu tầm thôi ha cả nhà. Đó là 250 một cây, còn cúc bạch mai là 300 ha. Rồi, cái giống hai cái giống này thì nói chung là đang hot hòn hợp luôn. Ai thích thì cứ alo cho vườn mai nhà em nha. Vườn mai nhà em thì đảm bảo 100% chất lượng về giống, cho nên cả nhà yên tâm. Và đặc biệt bên em bán hàng thì luôn cho khách hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mọi người cứ tháo thùng ra kiểm tra. Nếu mà cây nó có vấn đề gì hoặc là nó nhỏ quá, nó bị vấn đề gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại em để ở trên cái video á, là 0397142252 hoặc số điện thoại là 0947873959, thì bên em sẽ có người liên hệ với chúng ta, người giải quyết đơn với chúng ta nha cả nhà. Chứ em bán hàng rất là chất lượng cho nên là cả nhà yên tâm nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.